Hộp lương khô này. Còn bao tiền em ơi? Xin chào các bạn. So với các thị trấn ở vùng và sẽ vào thị trấn Đồng Đăng. Xe tắc ở đây từ sáng đến chiều. Sáng nay mình đi qua vẫn thấy tắc ở đây, bây giờ vẫn tắc ở đây này. Đường rẽ Đồng Đăng mình đi, mình sẽ đi vào thị trấn Đồng Đăng, đi thẳng đây là đi ra cửa khẩu Hữu Nghị Quan. Những cái xe đang chờ để thông quan sang bên Trung Quốc. Đây đường rẽ Đồng Đăng có đường tàu đây. Anh đi xuống sở một tí đây. Đường này là đường vào chợ Đồng Đăng, mình sẽ rẽ vào chợ đây. Đây nhiều hàng Trung Quốc á. Chủ yếu hàng Trung Quốc, hàng là điện tử. Hộp lương khô này. Còn bao tiền em ơi? 120 ạ. Thế còn hộp to này? To là 350. 350 à? Hộp to nhỉ? Mua hộp to thì nó dôi hơn. Dôi được 200. Mà còn rẻ được 80. Xong cái hộp này xong được cái gì được nhỉ? Nhiều đồ điện tử. Thớt đây. Cái đèn pin này tự vệ luôn đấy. Vâng, đèn pin chưa sao.
vịt quay này. Em quay phim một tí nha anh chị nhé. Quay đi, quay quảng cáo hộ nhá. Vâng. Đây là lần quay Lạng Sơn các bạn nha. Đoạn đường đi ra khỏi Đồng Đăng, từ Đồng Đăng lên La Sầm. Mình sẽ quay cái đoạn từ Đồng Đăng lên La Sầm nha. Thank you.
Sơn lên đây. Đi về Thất Khê. Đi về Thất Khê đi đúng chưa? Nhầm. Đây là đoạn sông Kỳ Cùng qua thị trấn La Sầm. Bên bờ sông đang xây kè đây, một đoạn, những cái đoạn này đã xây xong. Sông Kỳ Cùng đoạn này, đây là cây cầu La Sầm này, đoạn này nước chảy khá là yên ả này. Đây là buổi chiều nắng tắt rồi, mình quay có thể hơi mờ một tí. Do thị trấn đang mùa giãn cách nên không được vào trong cái quay đâu. Mình chỉ quay ở ngoài này thôi. Buổi chiều ra đây dạo thì mát lắm, nước sông hắt lên, hơi nước sẽ rất là mát đây. Mùa hè thì rõ là mát rồi.